Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3 từ câu 31 đến câu 36. Một hôm, ông Gioan nói với người Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 31 đến câu 36. Một hôm, ông Gioan nói để làm chứng về Đức Giêsu Kitô rằng: Đứng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người, kẻ từ Đức mà ra thì thuộc về đất và nói chuyện dưới đất. Đứng từ trên trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe. Nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đứng chân thật. Quả thật, đứng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa. Thì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngừng, vô hạn. Chúa cha yêu thương người con đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời Còn kẻ nào không chịu tin vào người con Thì không được sự sống Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Đè nặng trên kẻ ấy Anh chị em thân mến Những ngày đầu tháng 3 Báo chí nóng lên câu chuyện liên quan đến Danh y Võ Hoàng Yên Khởi xướng cho những câu chuyện bê bối Về người gọi là danh y này Anh chị em thân mến, những ngày đầu tháng 3, báo chí nóng lên về câu chuyện liên quan đến danh y Võ Hoàng Yên. Khởi xướng cho câu chuyện bê bối về người gọi là danh y này là vợ chồng ông bà Dũng Lò Vôi. Thật hư câu chuyện chúng ta không biết thế nào, nhất là trong thời buổi thông tin nhiễu loạn này. Chúng ta chỉ có thể nhìn ở góc độ là niềm tin giữa họ đã đến hồi cáo chung. Vợ chồng ông Dũng Lò Vôi nói là họ có đủ chứng từ và bằng chứng thuyết phục về sự lừa đảo của người được báo chí nhiều năm phong tặng danh hiệu rất oách là danh y này. Giữa họ đã có thời gian tin tưởng tốt đẹp về nhau. Vợ chồng doanh nhân khét tiếng này đã từng nhận ông Yên là cha nuôi của con mình. Họ cũng sẵn sàng mở nhiều nơi điều trị giúp ông Yên chữa chạy cho người nghèo miễn phí. Nhưng đến lúc này, khi phát hiện ra nhiều khuất tức về tiền bạc, họ đã cung cấp cho báo chí những thông tin bất lợi về ông Yên cho công chúng. Điều chúng ta làm chúng ta nói, chúng ta sống, nó là lời chứng hùng hồn về chính chúng ta. Chúng ta có thể tinh vi, lừa dối một thời gian dài, có thể đóng kịch rất giỏi, diễn rất sâu để lừa dối những người khác, nhưng chúng ta không thể che giấu được hoài. Điều nguy hại là người đã làm sự gian dối thì sẽ tiếp tục sống giả dối để hồng che đậy cái giả dối mà họ đã tạo ra. Và cứ như vậy, với lòng lẫn quẩn, giả dối cứ xây lấy cuộc đời của họ khi chúng ta bị vu oan phải có người uy tín làm chứng cho chúng ta trong đời sống hàng ngày chúng ta sống tốt thì đời sống đó sẽ làm chứng về con người chúng ta chúa giêsu hàng ngày vẫn tự mình làm chứng cho chính mình người không nói một đường làm một nẻo không đóng kịch để giả dối không diễn sâu để lừa ai quả vậy đứng được thiên chúa sai đi thì nói lời thiên chúa người không chỉ làm chứng về chính mình bằng việc lành mà còn làm chứng cho tình thương vô biên của Thiên Chúa. Người đời thường lợi dụng niềm tin của người khác để trục lợi, Chúa Giêsu tạo dựng niềm tin nơi chính người để làm lợi cho con người. Ngài làm chứng về tình yêu thương của Thiên Chúa để cho con người được cứu rỗi. Người làm chứng cho tình yêu của Chúa Cha bằng chính giá máu của mình. Lạy Chúa Giêsu, hằng ngày biết bao nhiêu lần chúng con làm mất niềm tin nơi người khác bằng chính sự bất tín nơi chúng con xin tha thứ những lỗi lầm của chúng con xin gia tăng ơn chúa giúp chúng con làm việc lành hầu làm chứng cho chúa amen